Nhưng mà cuộc sống của gia đình bây giờ mạnh hai người sống, chứ còn lương hưu tháng được chục triệu thì tôi cũng không có gánh nặng gia đình, còn cuộc sống này nó ổn định lắm, nó nơi to nên nó nhỏ sợ. Thế bây giờ anh lấy vợ trẻ con cái nhà anh nó có đồng ý không? Không, cái chuyện đương nhiên là tôi không bàn, không hỏi. Con tôi chỉ cho chúng nó thành đạt thôi. Còn bây giờ cái chuyện của tôi thì chúng nó cũng không được bàn với vợ sinh con. Em chào, con xin chào. Không, nhưng mà cái đấy là đặt ra thế thôi. Nhưng mà tôi nếu cô là một người trẻ thì tôi phải nói kỹ. Còn đây mình cũng có tuổi rồi. Còn cái chuyện nếu mà chẳng may mà cái không đạt được cái đấy thì mình cũng không vì thế bỏ nhau, nếu đã đến với nhau. Vâng. Đấy, còn đến được là tốt. Còn để với tôi thì cô chưa, chắc cô cũng chưa xem clip của tôi. Vâng. Nhưng mà tôi nói cuộc sống của tôi về vật chất, tinh thần, về mọi mặt tôi chuẩn bị chu đáo hết rồi. Đã định lấy vợ mà coi như cuộc sống ấy không sợ đổ gãy ở một chỗ nào nữa. Khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng rất là thú vị của một chị gái rất xinh đẹp, dễ thương, kết nối cùng anh U60. Liệu chương trình hôm nay có kết nối cho anh chị đến với nhau, về chung một nhà hay không? Thì kính mời cô chú anh chị xem hết câu chuyện để biết thêm thông tin. Rồi, con mời chú. Em chào anh. Chú ngồi đây. Rồi, trước hết thì chú chia sẻ về bản thân mình, tên gì, bao nhiêu tuổi và tình trạng hôn nhân sao cho chị gái này biết. Kính thưa cộng đồng mạng, kính thưa mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện đi tiếp một cái clip khác. Bên Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và tất cả những clip này mang tính chất giao lưu. Và còn những cái chuyện sau đó thì có những clip sau mà mọi người sẽ hiểu thêm. Rồi, trước hết thì tôi xin giới thiệu. Biết tên gì đi. Tôi là Vũ Đình Quân, sinh năm 1960. Là giáo viên về hưu. Về hưu 3 năm rồi, sống ở thành phố Vũng Tàu. Mà cả gần 40 năm dạy học, cái là dạy ở thành phố Vũng Tàu. Còn gốc là quê miền Bắc. Chia sẻ tình trạng hôn nhân sao cho em gái biết luôn. Thì ra vợ chồng tôi đã ly dị cách đây 10 năm, hơn 10 năm rồi. Tôi có 3 người con, 2 người con gái lớn và cậu con út. Con gái lớn 29 tuổi, thứ hai 27 và con trai út là 25. Thì giờ đều có công ăn việc làm ổn định và cuộc sống gia đình ổn định. Tôi đang sống độc thân. Rồi anh chị bắt tay cái đi cho vừa nè. Rồi chị gái chia sẻ bản thân một tí xíu cho anh biết đi. Em là Vũ Thị Sen, quê to anh em chứ. Em là Vũ Thị Sen, em quê em Ninh Bình. Ninh Bình. Vâng, em làm giấy giả ở công ty ở Sài Gòn. Nay bao nhiêu tuổi? Em tuổi thật là sinh năm 80 nhưng mà em chứng minh thư của em là em tạm tăng lên 77. Tám trăm bao nhiêu? Sinh năm bao nhiêu? 80 ạ. Tuổi thật là năm 80 đúng không? 80. Trên lệch nhau bao nhiêu tuổi ạ? 20. Năm 20 em mới sinh ra được. Thì lúc tôi bắt đầu vào đại học cô này sinh. Tôi sinh năm, tôi ra năm 80 à. Năm 80 ạ. Nhà em chồng mất, em bị chồng em bị tai nạn. Em được một cháu gái năm nay 20 tuổi rồi. Cháu cũng làm công ty giày da ở quê. Rồi anh chị ở đâu? Quê em Ninh Bình. Không, đang nói con gái làm ở đâu? Ở quê Ninh Bình. À, ngoài quê. Vâng. Em tìm hiểu anh đi, giờ hiện tại giờ sống làm gì?
Thế anh về hưu ở nhà thôi à, không làm gì à? Trong suốt, tức là về hưu 3 năm nay rồi. 37 năm dạy học thì cũng bằng ấy năm làm thợ mộc. Mà bây giờ vẫn làm thợ mộc. Tuy nhiên bây giờ làm là vừa làm vừa chơi và làm thu nhập cho vui rồi thì ấy thôi. Chứ còn bây giờ không phải cày nữa. Và thật ra nuôi 3 người con ăn học là một mình. Học đại học hết mà vợ thì không có gánh vác một cái gì cả, bởi bản thân vợ gánh vác bản thân thôi. Thế nhưng mà còn nuôi là tôi nuôi hết. Và mình cũng xác định vợ chồng ly dị ấy, con cái thì dễ dẫn đến hư. Cho nên tôi xác định là thôi nó nghe ai chuyện của chúng nó, nhưng tôi quyết là tôi sẽ cày nuôi 3 đứa ăn học đến nơi nơi chốn thôi. Và 3 đứa ăn học tôi cứ nói thẳng ngay bạn bè tôi Vũng Tàu mà tôi dạy 6 trường thì cũng có thể đến khoảng 500-600 giáo viên. Nhưng mà con cái thành đạt như tôi thì không có, không đạt được tới như thế. Thực tế là không có, tìm không ra. Cái đấy là không phải nói khoe nữa. Cái đứa lớn nhất học đại học kinh tế rồi sang bên Nhật rồi, nó đi học 2 năm về. Nó đi du học bên Nhật ấy. Còn con thứ hai nó bác sĩ ở Sài Gòn, bây giờ đang làm Sài Gòn và nó làm lương cao lắm. Còn thằng thứ ba là nó thủy thủ ở tàu biển ở Vũng Tàu á, cũng gần nhà. Nhưng mà cuộc sống của gia đình bây giờ mạnh hai người sống. Chứ còn lương hưu tháng được 10 triệu thì tôi cũng không có gánh nặng gia đình, còn cuộc sống này nó ổn định lắm. Nó thế, không có... thế các con anh lấy chồng lấy vợ hết rồi à? Chưa. Cái đứa lớn thì năm nay 29, lẽ ra lấy thế nào cũng nói nó cũng muộn rồi đấy, lo đi. Nhưng mà nó mới đi du học từ tháng 4 vừa rồi. Thì nó bảo đi 2 năm, nó bảo thôi thì sang đấy cũng sống với người Việt là chủ yếu chứ đâu phải với người Nhật. Học ở bên Nhật nhưng mà người Việt đông lắm, học đại học ở chê bên ấy, học cao học ấy. Thế còn thì đứa hai nó ra bác sĩ được 2 năm nay rồi, nó đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh, nó làm cho 2 công ty. Còn chứ có một người nào lấy vợ lấy chồng ạ? Anh? Thì cái con lớn ấy thì nó đi làm cho công ty của Mỹ mấy năm ở quận 1 ấy, thì nó mới du học thì cuối cùng nó cũng chưa đâu đâu. Còn con thứ hai thì bác sĩ nó học cả 6 năm, nó mới ra trường được chưa được 2 năm mà. Còn thằng út thì 25 tuổi thì mới học cao đẳng hàng hải ở đây ra được từ hôm trước Tết thôi. Thì giờ công ăn việc làm đều đứa nào cũng ngon hết á. Nhà chẳng ai phải nuôi ai, chẳng ai phải dựa vào ai cả. Nói chung là nó là như thế. Còn tôi sống là sống độc thân. Và xác định không bao giờ sống với con cái. Mình chỉ nghĩ đến là mình nuôi chúng nó trưởng thành, thế là xong. Tôi xác định trong gần 10 năm một mình nuôi 3 đứa con, tôi xác định nó nghe ba hay nghe mẹ không quan trọng. Cái quan trọng tôi chỉ cho chúng nó thành đạt thôi. Còn sau đó nó thích sống kiểu gì thì sống. Và đến bây giờ tôi cũng cho chúng mày thích sống kiểu gì thì sống. Bây giờ không phải lúc mình giáo dục. Và lúc này giáo dục nó là nhà nước chứ không phải mình. 18 tuổi không phải trách nhiệm của mình nữa rồi. Bây giờ là con cái là anh lo hết rồi. Xong hết rồi. Còn tới đây sau này á, có chăng thì có ít của cả tài sản nào mà có dư giả mình còn thì mình cũng lo cho cậu út ít thôi. Còn hai con gái thì công ăn được làm đều ngon. Và nói chung là con gái tôi cũng nghĩ đúng như dân Bắc, không quan tâm, không có tài sản đâu, không có của hồi môn đâu. Cái đấy là dân Bắc cũng vậy. Đấy mới đúng là của dân Bắc. Và thực tế nhiều khi tôi nói này trên cộng đồng mạng có người người ta cũng không đồng tình lắm. Nhưng mà tôi nói xã hội Việt Nam mình là xã hội chế độ phụ hệ. Người đàn ông làm chủ gia đình, còn người đàn bà làm chủ, khi nó là chế độ mẫu hệ cơ mà Việt Nam có cái đó. Cho nên là phải lo cho con trai. Con gái hỏi là tính tình sao? Để nghĩ đi. Thế vậy bây giờ anh... Nói to nên nói nhỏ sợ. Thế bây giờ anh lấy vợ trẻ con cái nhà anh nó có đồng ý không? Không, cái chuyện đương nhiên là tôi không bàn, không hỏi. Con tôi chỉ cho chúng nó thành đạt thôi. Còn bây giờ cái chuyện của tôi thì chúng nó cũng không được bàn, không được quyền bàn. Và tôi nói những chuyện nhà tôi, những chuyện lớn nào con cái không đứa nào được phép bàn với tôi hết. Không anh ạ. Không, tôi hỏi hoàn cảnh gia đình mỗi người kéo. Tức là cái mà mình muốn con cái tôi này, giờ tôi ưng tất cả chúng nó thành đạt trong học hành nha. Nhưng mà tôi nói thẳng ba đứa mày không coi chừng á, cuộc sống không phải là chỉ là tiền bạc đâu. Sống làm sao phải có cảm xúc cuộc sống, phải có ước mơ, phải có hoài bão. Cái đấy mới là cái chính. Còn cứ chịu khó làm, bươn trải cuộc sống thì rồi sau này cũng cuộc sống nó cũng đâu vào đấy là thôi. Giàu là tốt, không giàu thì mình cũng đừng bị lỡ cái gì hết.
Và tôi đã làm được những cái mà tôi mong muốn. Vâng. Rồi anh hỏi ra tính cách em gái hay sao để mình về. Không, còn thật ra này á, dài, nếu mà giờ nói về những cái tính cách ấy, tôi cũng không nghĩ ở đây có nói mấy câu, chắc tôi nghĩ cũng nói ai thì cũng thấy hay cả thôi. Vâng. Mà tôi nghĩ đúng cũng rồi. Không cần lắm. Đúng rồi. Mà tôi nghĩ thôi thì nếu đã kết nối này, mình thấy mình cảm nhận được nhau mà ưng thì rồi sau đây chúng mình sẽ lấy số điện thoại nói chuyện nhau. Vâng. Cái đấy mới là cái chính. Vâng. Còn tôi vẫn trở lại, bên đấy tôi cũng giao lưu với một cô bé 20 mấy tuổi nhỉ? 36. Tôi cũng nói rồi đấy. Thì đấy cũng chỉ là giao lưu không? Thế thì số anh số đào hoa quá nhỉ? Không phải. Đúng rồi. Tôi nói ở đây chỉ giao lưu và bây giờ chúng ta ngồi đây chỉ là tình đồng loại. Vâng, vâng, em biết. Chứ nó không là cái ràng buộc gì hết. Vâng. Và bây giờ vẫn có quyền lựa chọn. Vâng. Và cái tình cảm trai gái này tình cảm thiêng liêng. Vâng. Đến với nhau nó là cái duyên cái số. Còn tôi có thành đạt với ai hay không thành đạt tôi chả quan trọng đâu. Đấy. Còn nói về cái con cái gia đình tôi thì nói chung là quá đầy đủ rồi. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ lấy vợ là hơn. Thế thôi. Ừ. Chứ còn không lấy vợ thì... Muốn lấy vợ là sinh con nữa đó. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Lấy vợ sinh con. Em sao? Còn sinh sản. Không, nhưng mà cái đấy là đặt cho thế thôi. Nhưng mà tôi nếu cô là một người trẻ thì tôi phải nói kỹ. Còn đây mình cũng có tuổi rồi, còn cái chuyện nếu mà chẳng may mà cái không đạt được cái đấy thì mình không vì thế bỏ nhau, nếu đã đến với nhau. Vâng. Đấy, còn đến được là tốt. Còn với tôi thì cô chưa, chắc cô cũng chưa xem clip của tôi. Vâng. Nhưng mà tôi nói cuộc sống của tôi về vật chất, tinh thần, về mọi mặt tôi chuẩn bị chu đáo hết rồi. Đã định lấy vợ là coi như cuộc sống ấy không sợ đổ gãy ở một chỗ nào nữa. Còn bây giờ vẫn làm mộc và vẫn nghĩ 10 năm sau vẫn làm thợ mộc. Thế bây giờ em hỏi anh là bây giờ anh lấy vợ về cho vợ đi làm gì hay là ở nhà cơm nước cho anh? Không, cái chuyện ấy cũng không đặt ra. Thế cũng được, cơm nước cũng được, mà chẳng cơm nước mà thích đi làm thì vẫn làm. Nhưng tôi vẫn nghĩ con người phải làm ra kiếm tiền. Còn cái chuyện nội trợ ấy, thì tôi nói thật đến bây giờ ấy, tôi cũng vừa nội trợ tôi vừa ấy cả mười mấy năm nay tôi sống một mình. Con tôi nhé, tôi nói ngay cái chuyện này ở Vũng Tàu cũng không ai dám làm người cha với con cái với tôi là không ai giống. Con tôi ba đứa học đại học trên thành phố hết, nha. Đứa nào học xong thi vào mà nó đều thi trường đầu không à? Mà học giỏi, mà cấp ba cũng là giỏi nổi tiếng ở trường hết. Thì riêng cái cậu út ấy, cậu quậy thì không được như thế nhưng cũng học cao đẳng đâu đó ra đấy và cao đẳng hàng hải con này. Tôi nói những đứa con khi học xong đi một trường chuyên nghiệp, bước ra khỏi nhà tôi không quan tâm, bước ra khỏi nhà tự lên trên ấy thuê nhà, tự trên ấy ở trong suốt 4 năm và đứa thứ hai học y 6 năm tôi nói không bao giờ tôi quan tâm chúng mày học như thế nào, học hay quậy thế nào, chỉ biết đến kỳ gửi tiền. Cái gì? Tính tình mình có khó không? Cái gì? Tính tình mình có khó không? Tính tôi làm sao khó, không khó nhưng nói chung là sống, tôi sống rất thoải mái thì cứ nói chuyện thì thấy thôi. Chứ con người tôi nó không khó đâu, tôi dễ dãi lắm. Tôi ra ngoài nhiều người, từ xưa đến nay kể cả trong đồng nghiệp và kể cả ngoài, tôi rất hay bị người ta bắt nạt, người ta nghĩ tôi hiền. Nhưng mà cứ đụng xong một cái thì quay ra, không đụng được đâu. Tức là tôi sống cái gì ra cái đó, tôi không biết nói dối, tôi không biết xạo. Nhưng mà tôi nói về gia đình, về con cái, về bản thân. Nhiều người đấy, những clip trước tôi lên là giới thiệu tự mình ấy. Trời ơi, cộng đồng mạng chửi tôi quá trời luôn ơi, bảo tôi xạo. Thực ra tôi không xạo thế nào đâu. Là một cái thứ hai ấy, tôi dạy 37 năm ở sư phạm ở Vũng Tàu. Tôi có ân oán rất nhiều người với chuyên môn, cho nên cộng đồng mạng nhiều khi chơi những cái từ ngữ rồi thì đưa ra chia sẻ nó chua chát và cái kiểu nó cay cú ấy. Hôm nọ tôi không nói rồi, sống thế không được. Cái đấy là quá khứ, cái đấy là cái chuyện chuyên môn. Đụng chạm nhau trời ơi, nó đau xót lắm. Nhưng mà thôi, cái chuyện ấy kệ. Bây giờ nhìn em gái này về ngoại hình sao nè, em thấy sao? Không, em gái này thì nói chung là cũng xếp cái loại trung bình, được. Tức là nếu mà cũng chấp nhận được, chứ không phải là người xuất sắc. Còn thật ra với tôi mà người mà không được sắc sảo, không được ưng á, về hình thức ấy, thì tôi không nghĩ đâu.
tôi hơi khó ấy. Cái đấy tôi nói thật là coi như chưa cũng còn trên như mình ha anh ha. Rồi còn tôi nói nhé, nếu cô là người mà ví dụ chưa chồng con, năm nay mới 30 đổ xuống thì tôi lấy không khó hiện giờ, nhưng tôi sợ những người như thế về chẳng may ta không có con, mà có khi vì mình thì rất tội cho ta. Còn mình có con có cái rồi thì cái chuyện không có con này thôi cũng bình thường. Cũng được, nhưng mà có thì tốt. Nếu giờ em gái thì còn quá trẻ, anh thì cũng hơi không, tuổi. Đối với tôi em này không trẻ đâu. Em này không trẻ với tôi là cũng vừa vừa chứ không trẻ đâu. Đúng không trẻ. Tôi nói thật, nhìn qua hôm nọ lên cộng đồng mạng nó bảo trông như ông già 80. Tôi nói các vị chưa tiếp xúc ấy, cứ tiếp xúc đi, thấy tôi trẻ. Tôi về 3 năm hôm nọ tôi quay lại sửa bàn ghế trên nhà trường. Các thầy cô bảo trời ơi sao anh về 3 năm trông chẳng già tí nào cả. Còn bây giờ cứ lao động, cứ làm việc đi, cứ vẫn quất với tôi đi. Cứ như thanh niên, tôi nói vẫn là mộc mà. Vâng. Sức khỏe vẫn ok. Ok. Wow, đã rồi. Đấy, thì bây giờ tôi nói như thế để thấy rằng mọi cái thôi không cần tìm hiểu. Nhưng thôi thế này, thời gian tôi cũng không muốn mất thời gian à, giờ, tôi vẫn trở lại. Em hỏi ra, bây giờ thấy ngoại hình anh sao? Ok hả? Không ai năm nay 64 mà trông không già đâu, cứ tiếp xúc đi sẽ thấy trẻ trông già đâu. Cái dân văn chương nó vậy ấy, em muốn nhìn em mới bảo nó già, rồi em nhìn lại em thấy nó cũng chẳng già đâu, trẻ lắm. Em bảo là ý là con người già nhưng mà cái tính cách sống phải có tí gọi là sống kiểu đừng có theo tính cách ông già lắm ấy anh. Ý là bây giờ kiểu là thời đại này tiến lên rồi ấy anh. Không, cái đấy thì là sống gọi là mình sống làm sao để đừng có mà ý em không muốn là kiểu là cứ phải theo cái tư cách của ông già mà đó, bây giờ em anh muốn không có thế. Đúng anh rồi. Không thế. Không bao sống... giờ anh là ông già. Ví dụ như là thanh niên bây giờ là ví dụ như là hay đi mua sắm chẳng hạn, mà sắm mà ông già bảo là sắm được khoảng 100.000 thôi, em ha sắm 500 thì anh bảo 500 làm gì có tiền. Ví dụ như vậy, em đang nói giả dụ như thế thôi. Ê, làm gì có tiền để mà sắm 500 thì phải sắm khoảng 200-300 thôi. Ví dụ như vậy, đấy là tư cách của ông già là phải sống đấy, phải còn thanh niên ấy. Thì ý là sống mình muốn sống muốn em muốn sống vô tư một chút đi. Hai người cùng vô tư một chút đi, đừng có tư cách ông già là được. Ông về cái đấy ấy, thật ra nói nó khó ấy. Cái đấy là cái nói nó khó ấy. Nói chung sao mình sống cho hợp với hoàn cảnh. Còn anh là nói thật, từ trước đến giờ ngay từ cách đây cả 15, 20 năm mới giao viên với nhau, người ta vẫn nói mình có cái gì lãng tử. Mà đến bây giờ vẫn cứ lãng tử là cái chắc, không khác đâu. Thế thì thôi. Nhưng mà nhà giáo mình có khó khăn với vợ con không? Không, cái đấy không có gì thoải mái. Về với cái tuổi này thật ra đã đi kết nối này ấy rồi, thì nếu mà để đạt đến một cái đích ấy, rồi thì cũng chẳng còn thời gian để lựa chọn để mà đứng núi nọ trông núi kia đâu, không có đâu. Giờ chớp cơ hội, mà cơ hội thì còn, mà mình không chớp thì nó cũng hết. Thế. Không, nhưng bây mà... giờ em đang nói là anh cũng là đang chọn là chọn rồi, mà không phải là cũng không phải, anh cũng không phải là người là không phải là chọn, có nghĩa là anh quá chọn rồi, có nghĩa là anh không phải là anh như câu ca người ta nói là người vơ đũa cả nắm là người nào cũng vơ, mà đây là anh chọn, anh chọn rồi, thì là ý là em đang nói về cái tư cách sống như thế này nè, kiểu là sống kiểu có thoải mái hay không, hay là tính cách có dễ hay không ấy. Ví dụ như vậy mình xem cái tính cách của mình sống có dễ hay không thôi, chứ không còn chọn thì anh đã lên đây thì anh chọn được hay là anh chưa chọn được thì anh cũng là chọn rồi. Ý là không phải là chọn được người rồi, mà có nghĩa là anh chọn rồi, mà có nghĩa là người nào anh cũng không phải là người nào anh cũng vơ, mà câu ca người ta nói là anh không phải là vơ đũa cả nắm, anh hiểu không? Nhưng anh vừa nói đấy, anh là quá chọn chứ không phải là anh người là người bình thường, phải không? Không, thì cái đấy thì tôi đang nói những cái này nói ra thì nó khó lắm, còn tôi không có khó tính đâu. Nhìn cái cuộc sống và đến bây giờ tôi đã phấn đấu và tôi đã đi qua ấy, con người khó tính không bao giờ là con người như hiện tại của tôi chắc chắn đấy. Và tôi cởi mở là một, mấy cái thứ hai ấy, thật ra khi về cái mặt kinh tế thì mình sống là cho hợp với điều kiện của mình, và mình phải luôn phấn đấu. Và tôi vẫn nói lại là cuộc sống ấy, tiền bạc không phải là tất cả đâu.
và cái cuộc sống mà không có cảm xúc mà thua. Dạ. Bây giờ ba đứa con tôi vẫn nói chúng mày sống ra sống không có cảm xúc, cuộc sống là thua. Thế thì hai anh chị cứ tìm hiểu thêm nữa ha. Thời gian nó còn ngắn, thì anh có lời nào gửi tới anh gái này để cho anh gái này an tâm tối nay mất ngủ? Thì bây giờ cái hôm nay đã gặp nhau ở đây thì nói chung là thế là vui rồi. Tôi đã nói ngay từ đầu mà đây là cái tình đồng loại, và cái này nó cũng là cái quý, là điểm xuất phát, và chúng mình cứ từ từ đến với nhau bằng cái tình người trước, rồi cái tình cảm trai gái thì nó đến là hay, còn nó không đến thì chúng mình vẫn cứ tìm, cũng cứ chọn, khi nào đạt được thì nó tốt, còn không phải lúc nào cũng cứ phấn đấu cuộc sống cứ muốn là được, thì cứ từ từ có gì thì chúng mình sẽ nói chuyện. Dạ, thì anh chị cứ về tìm hiểu thêm đó, thì chương trình này cũng mong muốn cho anh chị lúc nào cũng tìm hiểu hợp ý nhau về chung một nhà. Hôm nay anh lên có vui không? Vui, nói chung là hôm nay lên gái vui không? Tôi ở Vũng Tàu vừa lên là coi lên đây chơi, coi như là coi đi phượt thôi, tí phượt về. Đêm nay có chuyện vẫn là mộc, nó gần Tết rồi, làm cũng không phải là áp lực về làm để thu nhập đâu, nhưng mà để nhận người ta mà ra trước Tết, nhà nào thì người ta cũng muốn coi cái đồ. Cũng cảm ơn, giờ cũng hơi gấp rồi đấy. Dạ, cũng cảm ơn anh chị đã tin tưởng là lên đây kết nối, thì thay mặt anh em ở đây cũng chúc cho anh chị luôn luôn nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, là mau sớm tìm hiểu nhau, hợp ý nhau rồi về chung một nhà. Đó là chương trình cũng rất là mong muốn, còn nếu mình không hợp thì coi như là cũng là anh em bạn bè. Thế thôi, anh ha, nhất chị ha. Ừ. Rồi hôm nay anh chị lên đây thì cũng là có cho anh em tất cả mọi người sử dụng hình ảnh của mình và video này chia sẻ lên các mạng xã hội, cam kết là không gửi xuống, anh có đồng ý không ạ? Có. Ok, chị đồng ý ha. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều, cũng cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, thì hãy đăng ký kênh và bấm được chuông, hãy để lại bình luận góp ý kiến cho anh chị có một cái cách nhìn đa chiều và tốt đẹp hơn, và một lần nữa xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị những video tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn. Rồi, chú uống được mấy chai rồi? Chú uống 2 chai rồi. 2 chai rồi, cái tình trạng bệnh của chú nó tiến triển như thế nào rồi? Đấy, thì nó cũng nuôi được khoảng 40-50% rồi. À, 40-50%. Vậy là trước đó chú bị như thế nào? Bị đau lưng với lại viêm khớp gối. À, đau lưng với viêm gối, là bây giờ chú uống vào uống được khoảng bao nhiêu chai thì nó bớt chú? 3 chai rồi. À, 3 chai rồi, cảm giác nó bớt nhiều chứ ạ? Ừ, bớt rồi, cho lấy thêm chai nữa xem tình hình như thế nào đã. Hôm nay chú lấy thêm chai nữa hả? Ừ. Rồi, vậy thì con gửi tiếp cho chú 1 chai nữa nhá. Ừ, chú xem cái địa chỉ ở Zalo nhá. Rồi, còn chú ơi, còn địa chỉ trong máy còn. Ok. Dạ, vậy là chú uống nó bớt là nó tốt rồi đó. Chúc mừng chú. Chúc mừng khỏe ha. Dạ rồi, cảm ơn chú. Con chào chú ha. Rồi. Dạ.